Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Cái đang ở địa bí Thư Gia. Hôm nay thì A Hầu cũng rất là mừng được quý mạnh thần quân ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cái bộ ống chém, cái fit, cái đồ đạt đấy, cái để ở trong này. Thì xa nhà A Hầu thì em Cái sẽ mở ra sẽ chi tiết rõ hơn. Ở đây là một cái trạm để bắt đúa. Ở đây là 16 cái ghế, một cái mân, hai cái thau nữa. Thì nữa bây giờ thì đường rất là trơn trượt thì anh em mình sẽ đi bộ thôi. Nhỉ? Hầu nhỉ? Bây giờ thì anh em mình không đi xe được thì chắc cũng đi bộ. Qua cái vừa cái đồn núi này đi lên trên nhà A Hầu thì cũng rơn hơn 2 cây số. Đi đường thì đường trơn thế này cũng phải mất hơn tiếng đồng hồ. Chắc anh em mình cũng chấp nhận đi thôi nhỉ. Thôi, A Hầu lấy đi thôi. Đây là cái đồ đạc tí nữa sẽ về nhà A Hầu em Cái sẽ dở ra cũng như là chi tiết hơn. Có cái gì trong bên trong thì mình sẽ đến nhà mình sẽ mở ra. Vác đi nhá. Bây giờ thì anh em mình sẽ chia nhau. Cứ một tí để cho anh để anh lấy hai cái mân cho anh tí nhá. Ôi giời, được chấp nhận thôi. Bây giờ đường trơn thì xe không đi được ấy. A Hầu cho một cái chậu đấy ngay luôn. Ê, mua luôn. Đấy quý vị, con đường đi vào A Hầu bé như thế này mà đường đất ấy rất là trơn. Trong hơn tuần nay là mưa liên tục ấy. Đây quý vị ạ, cái đoạn này xe máy không đi được, không phải là xe máy mà ví dụ là mình đi ấy cũng không đi được, lún hết rồi, thành cái gánh mưa ấy. Đây đất như đỏ này rất là trơn trượt mà rất là bám vào đô rết đây. Ôi giời. À Hầu ơi, mình đi đến nhà thì chắc cũng phải mất hơn tiếng nhỉ, Hầu nhỉ? Mình không chê ít để cháu ố. Hả? Thôi, bây giờ cũng là đường chỉ có một con đường này thôi, duy nhất là con này thôi. Có một con đường từ chủ đồng dứa xuống nhưng mà cũng như nhau hết. Đường đấy cũng là đường đá, nhưng mà cũng xa gần như nhau ấy, thì mình thằng đi đường này lúc lên thì hơi vất, xuống thì nhanh hơn nhỉ Hầu nhỉ. Đây quý vị, ở đây thì bà con cái ngô vụ 2 cũng mà bẻ cái ngổ cái ngọn ấy cho bò rồi. Bây giờ cũng là chắc mấy hôm trời nắng tiếp tục là thu hoạch được cái vụ 2 rồi. Thì bà con cũng lại trồng xem là tiếp tục vụ thứ 3. Vụ thứ 3 này chắc chỉ trồng để làm cỏ cho bò thôi. Vì mùa này lạnh đến thì chắc không tốt đấy. Bà con bây giờ cũng là chịu khó vừa trồng cái vụ thứ 3 là chịu vùng trồng để cho chăn nuôi cái con vật nuôi thôi. Vụ thứ hai cũng đẹp cũng tốt giống như cái vụ thứ nhất đây. Mệt không? Không. Hả? Đi bộ thôi mà nhưng cả dắt cũng mệt nhỉ? À. Đường mà không trơn thì đi làm cũng không mệt, là đi bộ thôi nhỉ? À. Thôi. Bây giờ mùa này được trơn thì chấp nhận đi. Nghỉ ở đây à? Nha. Cho đi. Bỏ ô tô vào tắt tắt lại. Tắt mà, nó mày á. Để anh ấy. Đây là bắt đúa bộ ống chém không biết là đồ gì nhưng mà đồ này phải cẩn thận đấy nhá.
Mệt quá. Sâu cái ghế mà mệt giống như mình vác 30 cân đồ gì. Em cái học đi từ mất 20 phút mà đi với chị đưa ở dưới nhà bí thư ra. Đường qua rất là vòng vèo lên. Đây thì chị còn đi vào đến từ nhà A Hầu thì còn gấp 2 lần nữa. Cái đoạn đường đi A Hầu còn xa hơn. Còn cái đoạn này này vẫn còn lên qua cái đồi núi mà lại qua tích được tí chú và có sương mù đây. Trời sắp mưa rồi anh em mình nghỉ đến bây giờ đi về thôi. Thì nó trời mưa mình khó đi lắm. À dạ. Đây bây giờ lại tiếp tục cả mưa phùn nữa rồi. Cái này cũng nhẹ thôi mà. Nhẹ nhưng mà chẳng qua này bắt búa hay là cái gì đấy thì cũng phải giữ cẩn thận. Em cái lại chuẩn bị những người lại những thứ. Ơi giời. Được không? Thế thôi. Đi. Đi không? Anh em mình cùng nhau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mà. Chia mỗi người một tí. Không? Bây giờ anh em mình sẽ đi qua cái đoạn đường tắt. Nếu mà đi xe máy thì phải qua vòng cái này, vòng lên. Được. Bây giờ hai anh em mình đã phải qua đi cái vòng này, lên qua cái đồ này. Còn một nửa nữa. Chúng ra cái quán đường của A Hầu thì đi cũng rất là xa. Chỉ vượt qua một cái đồ núi thôi. Nhưng mà chỉ có một con đường duy nhất là cái đường hàng ngày bà con đi chỉ có một con đường này, không có một con đường nào khác đấy. Xe máy để đâu Hầu? Hả? Chỉ so hả? À được nha. Tự xe máy tự lấy về đến nhà chị So hay là ai dắt về đấy? Dắt không được là mưa to đi không được. Hả? Mưa to đi không được. À mưa to đi không được hả? Lúc mà hôm khô thì em tự lấy về đấy à? Bây giờ ví dụ ấy, xe máy mà để nhà A Hầu ấy không thể qua được cái điện bí thư già được. Đường trơn thế này cũng khó đi. Phải mất là một tuần đường khô mới đi qua được. Mua chi? Hả? Thì đâu? Hai em này đi cắt cỏ về đấy. Chắc đi từ sáng đến giờ rồi. Bây giờ cũng là cái gần trưa. Cỏ này thì bò ăn thì rất là béo mà rất là thích ăn. Chất lửa của cái cỏ này rất là giống như cái cỏ vo ấy. Bây giờ thì em tài với A Hầu đi bộ từng điểm bí thư già lên đây được một tiếng rồi, cũng gần đến nhà A Hầu đấy. Nhà Hầu thích biến trùng đấy. Cái đoạn này thì rất là khó. Chờ cứ mưa liên tục đây thì cái công trình của chị So coi như cái bếp thì chị So mới chưa tìm được để tay quên đấy, mình mới chưa tiến hành để lập cái bếp đâu. Ta cứ phải chờ lúc nào mấy hôm ấy chờ nắng thì tiến hành hoàn thiện cái nhà bếp của chị So. Đây là có cái nguồn nước. Trước kia anh Ngọc có chưa kêu gọi các vị thành viên hỗ trợ thì gia đình A Hầu dùng cái nguồn nước này vào không? Trước kia uống nước này vào không? Cái nguồn nước này mưa cũng chảy to, khá là to. Hầu, cái vừa rau ăn gần hết rồi phải không? Đây, cái vừa rau của A Hầu đây này. Chắc là lớn lên dần thì tiện ăn dần đây này. Ăn cái ngọt thôi á, sao mà không ấy là nhở? Đây, cho ra đây A Hầu muốn ăn hết thì lại tiếp tục gieo cái loại rau khác đây.
Rồi, cứ ăn hết xong thì nhổ hết, mình làm cỏ, xoáy cỏ xong thì tiếp tục trồng cái lợn rau khác ấy. Đây, chỗ này thì hình như em cái thấy thì chắc cũng đang phát cỏ xung quanh thì chắc. Chuẩn bị làm trồng rau ở đây à? Trồng rau. Trồng rau gì? Trồng rau. Hả? Để đây đâu nhỉ? Đường cũng hấp đây đấy, thì anh em chắc là để ngoài này thôi. À, Hậu có cái bạt nào thì mình lấy ra ngoài đi, để mình để đồ đặt của các cô bác đây. Đây đi. Có mũ xuống mấy này, có mua, mua cả tên đi. Ôi giời. Ôi, cái này không có tên đi. Chỉ ấy thì thu xuống. Đây. À Hậu, để cắp đây, đồ gì thì. Bây giờ thì trước khi em cái cho cái phần quà của Mệnh Thần Quan giấu tên ở quản 2 thành phố Hồ Chí Minh ấy, cho gia đình A Hầu, tức là cho bản thân A Hầu và gia đình An Hầu, thì em cái sẽ cho ở bên ngoài trước, xong tí nữa mình sẽ lấy vào nhà ấy. Vì vào nhà A Hầu thì không có điện ấy, thì rất là tối u, thì em cái sẽ mở ra xem nào trong cái phần này có cái gì. A Hầu lấy cái bàn với cái lấy cái thau đi để nữa vào xem nào. Tàu này lúc trong mới trò sớm này nè, ở đầu thì rất có sứa nha, ở rất có sứa, mới trò sớm nào, mới đầu rất có sứa, đầu rất có sứa. Rồi là tàu nha. Bây giờ thì em thái thế à, mở ra xem chi tiết có cái gì trong cái đồ này. À, đây là một cái phít. Cái phít đổ nước xô vào đây. Trộn nhá. À, ở đây là cá mán. À, cá mán đây mua chắc 2 cân. À, cá mán vì cho gia đình. À, tụi ơi, mua trộn nước thì sao không? Bây giờ em cái đặt cái thau này, một cân cá mán. À, đây là cái bộ ống chém. Bộ ống chém đây này. Đủ hết cả bộ ống chém, tí nữa xin mình lấy cái mân vào đấy xong bày ra. À, bộ đũa đây. 5 cái bát tô, 5 bát tô đấy chứ. Một cái bộ bát con. 5 cái đĩa nữa, bây giờ đây 5 cái đĩa. Để ăn cơm thay cái đĩa nhựa của Hầu. Đây 5 cái thìa. 5 cái thìa nữa. Bây giờ đây hết rồi. Vì lúc em cái vào Hầu ra thì cái hộp cũng nghèo hết rồi. Hầu. À, thử ra xem để anh xem lại bao nhiêu cái ghế. Đặt kia. Chờ trông nhá. Chờ luôn. 1 2 3. Đúng rồi, 6 cái, 6 cái ghế nhựa ấy, để phục vụ khách và gia đình A Hầu để sinh hoạt hàng ngày, để được vào mân để ăn cơm đấy. Đào thau kìa, thau kìa, xúc vào sửa lò đâu. Thau xúc vào sửa lò tại vì ông ạ thiên đi, thấy mình xanh đấy. Xong. Ờ giời, đây. 6 cái ghế, 1 cái mân, 2 cái thau, 1 cái chạm để bắt đũa. Thau vào đây, vào đứng ở đây xong thì lò đi sát xanh lấy lò nhá. Rồi, sơn đi. Nó lỏ lên đấy, sao lỏ nhé? Sao lỏ? Đây, nó sao lỏ lên, nó lỏ sao đi. À Hầu, bây giờ nó ghi từ tiếng phổ thông để cảm ơn ấy. Mệnh Thần Quan giấu tên ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh nhá. Bây giờ từ em cứ cảm ơn trước xong thì bố mẹ em sẽ cảm ơn sau. Vì cái Mệnh Thần Quan đấy cũng dành cái phần quà ấy, như bát đũa này, 2 cân cá khô này, phít này, bộ ống chém này, bát tôn, bát con này nhá, đầy đủ coi như một cái chạn này, hai cái thau nữa, cái mơn nữa. Em cắn luôn đi, phát xanh một tí. Phát xanh, nhị tì, tù đá đá, tù tù phao ra, tù tì lo nhị tì, tì giờ nhận ra, phát xanh không? Cảm ơn tiến phụ thông đi. Phát xanh tù nhị tì chết, tù tì lo nhận ra, ôi, phát xanh vậy. Cô cắn luôn đi. Phát xanh tù nhị tì chết, tì lo nhận ra, ôi, phát xanh rồi. Đây. Em cái cũng xin thay mặt gia đình rất là cảm ơn Mệnh Thần Quan giấu tên ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh vì cái từ cảm ơn của bà con vùng cao ấy, thì đứng đi trước ống cánh hoặc là cũng ít khi cái từ cảm ơn rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà em cái thay mặt gia đình rất là cảm ơn đã dành cái phần quà coi như là một bộ ống chém, một cái bằng, một cái mân, 6 cái ghế, một cái chạn hoặc đồ đạc
sinh hoạt hàng ngày trong gia đình A Hầu. Thì em cái cũng thay mặt gia đình rất là cảm ơn mạnh thường quân giấu tên ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh ạ. A Hầu, mình lấy vào nhà đâu? Thế em lấy cái này xong mẹ cho mẹ muốn một thứ mình khả thể ít máy khó em. Để em lấy cái bát tô đưa đây. Ơ ít máy khó. Cho. Ừ. Cút vào đây xong thì anh sẽ ít thùng ăn đi, ít thùng ăn đi. Không đói không? Bây giờ thì ăn okay, okay, okay. Để cấp. Kia. Ừ. Trong nhà chú đấy là không có ấy à? Chú điện à? Không, mình có điện. Bật không ra. Thôi thì cứ để chạm đấy á. Để chạm bắt thì chắc cũng để đây nhỉ? Không. Để đây. Mình để tạm đây nhá. À, cái nề của A Hầu hơi nhức nhô đấy, coi như là không phẳng mấy thì đặt cái gì cũng khó. Lấy cái bát con về để anh hướng dẫn cách để mình xếp các bạn hàng. Sao chỉ. Đây, Hầu vào đây nhá, để anh hướng dẫn. Bát con nếu mà mình chưa bóc ra thì cứ để nguyên thế này. Lúc nào mà anh bóc ra hướng dẫn cho em nhé. Đây, mình ý dụ nhá, mình đặt thế nào. Biết chưa? Anh chỉ hướng dẫn đặt một hai cái thôi. Em rửa xong ăn cơm xong đặt như thế, không? Thế mình đặt rồi nhá. Thì anh hướng dẫn cho. Này, lúc nào mình ăn xong mình rửa sạch sẽ xong mới đặt lên nhá, khô ấy. Bắt đồ cứ đặt như thế. Em chưa. Bây giờ thì anh em tay sẽ hướng dẫn cho Hầu vì cái lúc nào mình ăn cơm xong ấy mình rửa gọn gà để úp thế này. Còn cái bộ đũa thì mình đặt trước mắt đặt đây. Cứ đặt đây. Còn mấy cái môn này á. Mấy cái này cũng đặt đây. Cứ đặt út lên. Đặt út lên này cũng được mà. Cái bát to thì mình đặt lên cũng được, út lên cũng được. Trước mắt thì cứ đặt đây nhá. Đặt xong là không cho các cháu nghịch nhá. Vì em cái hướng dẫn cho A Hầu tí thôi. Để cách đặt xong thì lúc nào A Hầu bóc ra để rồng ấy thì mình sẽ đặt lên. Đặt luôn nhá. Ô, bỏ chỗ đó, chỗ này nhá. Chỉ bún dầu coi nhá. Coi nhá mà cho tái được, thêm vào sẵn thao. Không, ớ mũi, chỉ nấm mỏ tà mà cho. Nấm mỏ tà mà rua, không chỉ mũi cho đi không? Nhá. Mình ăn cơm xong rửa sạch xế xong nhá. Lấy cái dầu rửa bát ra rửa sạch xế xong mình mới đệ gọn gà thế này. Ăn xong thì không có mù này. Không, mình không uống đâu bệnh tật phải không? Bắt đứa nhiều thì cứ đặt xếp như thế này thôi. Đây. Cái phít, lấy ra cái phít đi. Đấy. Cá khô thì trước mắt em cái để đây tí nữa chú A Hầu nhá, lúc nào mình ăn thì để cho em cao tí. Sợ con mèo ấy vào đây. Hai cái thau thì cứ để đây nhá. Cất cẩn thận vào đây nhá. Đây. Em cái là xem luôn cái bộ ống chế là lúc nào có khắc thế đây. Không. Mình uống nước thì cái bóc ra. Trước mắt bây giờ thì chưa có khách ấy, thì chưa có đun nước sáng thì mình không cứ để đến người đây. Vâng. Thì em hay đi vào nhà anh em biết phải không? Biết rồi. Cách pha chè này, pha nước khách đến mình lấy bộ ống chén ra mờ phải không? Vâng. Thôi bây giờ thì chắc có đấy em cái cũng lấy phần quà cũng để đây. Cái phít thì cũng để gọn nhá, thì không cho các cháu va vào ngã coi như rơi xuống thì người hồng ấy. Bộ ghế thì lúc nào có khách vào thì mình sẽ lấy ghế ra khách ngủ, nhưng mà khách đi thì mình lại thu con vào nhá. Thế bây giờ cả nhà ăn cơm chưa? Hả? Các cháu này ăn cơm chưa? Nó mời tao. Nó sụt tả. Nó sụt tả đâu? Đây là tức là hai em trai của A Hầu và một em gái của A Hầu. Trong cái gia đình của bố mẹ A Hầu thì 5 anh em. Ba con trai thì một con gái. Đây à, cái lu này thì gia đình A Hầu ấy vì ăn cơm chủ yếu là không có cái máy nhiệt đấy thì mình sẽ dùng cái bằng cái lu này. Cái này là để ăn hay là làm nhiệt cho bò ấy, cho lợn cho bò ấy? Một vô ấy. Ủa, ý là cái con lợn của A Hầu nghỉ có như hai bữa không ăn được. Ở đâu đi xem nào. Đó không? Thế à? Muốn đi kia, muốn đi đâu? Ôi dồi ôi. Em cái về xem là gia đình hôm nay trao quà thì nghe bố của A Hầu kể là bà lỡ từ lúc nào không ăn đấy? Hả? Ở tỉnh chính đó. Tối hôm qua không ăn rồi à? Hai bữa, nghỉ hai bữa. Phụ à, thì tối nhớ thì tuần rồi. Ủa? Không, đi vào đùa về thế nào? Đùa về cho anh xem nào.
Đây bây giờ cái con lợn của A Hầu có bị hiện như là mo đi tỉ thuốc chưa? Thuốc cá à? Nhưng mà lấy thuốc về tiên chưa? Hay đầu tránh đi à? Chú chưa sợ đâu? Chỉ tao yên tao đầu chú chưa? Đi bây giờ đi tìm thuốc rồi A Hầu ạ. Ba Hầu đi lấy thuốc về tiên đi. Đây cái chuồn chạy thì mình cho cán coi như ăn hết mình dọn dẹp sạch sẽ chứ phải không? Hôm nay là ít sửa phú nó tại cho khâu chai mà muốn cầu gì? Chỉ là chỉ nô là thế muốn chua thôi. Hả? Nên chỉ nô thế muốn chua thôi. Nghe bố Hầu kể lại là cũng là nhịn được từ hôm qua không ăn mấy bữa thì ông ăn ít ít dần rồi. Sáng nay có ăn không? Tại chỉ phú nó thôi. Tại chỉ nô nó. Chỉ nô thằng nào? Mà em chỉ muốn đi du à, in tàu tranh nhá. Tàu du à? Đi lấy thuốc về bây giờ cứ A Hầu. Đi ra ngoài huyện đi mua thuốc về hoặc là đi tí nữa đi lên nhà anh Dính này. Nhà anh Dính có bán thuốc thì mình lấy về tiên. Và lấy thuốc về cho uống nha. Hầu. Im chỉ là một sau một gai gai chua sầu nhẹ nhẹ rồi nhé. Lần nào tránh tiếc rồi bú sầu này. Đây mai là em cái vừa vào gia đình thì nghe bố A Hầu kể bảo là con lợn từ hôm qua cũng nhịn không ăn. A Hầu đuổi về đây để cho anh xem là đuổi về gần đây. Ở chợ chỉ chắc rồi à? Chắc kiểu nha. Cháu là cái nĩa, cái này. Đây, cũng to tầm này mà nhịn không ăn rồi. Tay cũng lạnh rồi. Đây. Bây giờ thì con vật cũng có bị hiện như thế này thì chắc em cái chỉ có nhắc nhở bố mẹ A Hầu. A Hầu đi thì lấy thuốc về tiên thôi. A Hầu ơi, ra ngoài đây. Tí nữa đi anh em mình lên trên nhà anh Dính xong lấy thuốc về tiên nhá. Lấy thuốc về tiên xong thì nếu mà khỏ thì được, không khỏ thì cũng tính ra như thế nào thì phải báo cho anh sao. Đây. Đây, bây giờ thì cái con vật của A Hầu thì cũng lại có bị hiện vì mùa này thì hay dịch tả lợn ấy thì cũng có bị hiện lạ rồi chào nó ăn. Thì tiện hôm nay em cái cũng vào xem cái con dê đây phải không? Dê chưa ấy không? Đây Hầu, Hầu, đợi đi chưa? Chưa đi thả về chưa? Hả? Đi trang về chưa? Ý là chỉ cho một đồ rồi sao? Có cho đỏ mà, có trả đỏ cho đỏ. Đây, vừa đi trang về này. Đàn dê của A Hầu rất phát triển rất là tính ra là rất là chịu khó nhỉ. Đây, ăn rất là non. Chịu khó nhá. Chú vào đây, chú vào đây để cho cháu dặm tí. Hả? Lò đi lò hái à? Hả? Cái con dê này nhá, bây giờ cái chuồng đấy về thì chịu khó vệ sinh phải không? Vệ sinh sạch sẽ. Mua chết rồi. Nếu mua cẩu cho con đi. Mua cẩu chết. Nếu mua cho làm nó không có tiết sau. Chỉ mà ta có thì còn được hút xì một không? Hút xì nè, nhớ vào đi nè. Bây giờ chịu khó chơi đàn tông cho quả hút chú chịu khó cho nước uống này đi trang về. Bây giờ thì cái con lợn thì hay bị ốm đau bệnh tật. Con dê thì ít khi bệnh tật đấy. Thì đã có được các cô bác ấy đang hỗ trợ cái con vật nuôi rồi. Từ cái nhóm của cô Ngọc Ánh đã hỗ trợ mình đã có con vật nuôi thì bây giờ cũng chịu khó cho nước uống này, chịu khó trang này. Sau này sẽ phát triển thành một cái đàn dê đông. Rất là tiếc quá buồn cho A Hầu, cái con này lại không, con lợn lại cũng nhịn ăn rồi thì chắc tí nữa em cái cũng sẽ dạ Hầu mà anh em mình sẽ lên nhà anh Dinh ấy để mua thuốc về tiên thứ tiên thôi. Bây giờ thì lợn thì ốm thế này nhịn ăn một hai bữa mình cũng không biết là thế nào, chắc chỉ lấy thuốc về tiên hoặc là tìm thuốc để cho uống thôi, cho vào cám và coi trộn vào cám để cho ăn thôi. Và bây giờ thì chắc có lẽ em cái tiện vào đây hàng tí nữa em cái sẽ xa nhà nô ai để cập nhật cái con vật nuôi ở chỗ đây liệu có bị hiểu như là ở gia đình A Hầu hay không ấy. Vì tiện hôm nay thì đây. Hôm nay xem bò của bó có ấy không nhỉ? Đây bây giờ thì em cái ra đây ra ngoài. Đây A Hầu cũng có rau đây này. Chú. Chú bảo là không có rau đấy, vừa rau của chú đây này. Rau thì thế sống nổi mà. Rau tao sẽ sống nổi. Tao cho nó này. Đây gia đình bố mẹ A Hầu cũng chịu khó bây giờ đã làm được cái vừa rau. Tuy ở đây cũng hơi dốc nhưng mà phục vụ được cái gia đình, cái bữa ăn hàng ngày của trong gia đình rồi. Thì em cái bây giờ mùa này thì đi vào nhà A Hầu ấy không phải lo ngại rau gì nữa. Chắc có lẽ em cái và A Hầu cũng xa nhà em nô ai để cập nhật cái tình hình mấy cái con vật nuôi ở đây có bị hiện như thế nào ấy. Cũng khá lâu rồi em cái chưa vào đây. Tiện hôm nay vào đây xong và nghe tin bố mẹ A Hầu bảo là con lợn lại không ăn nữa. A Hầu ơi, anh em mình sang nhà nô ai nhỉ? Đi vào xem này cái con vật nuôi Noa gia đình nuôi như thế nào ấy. Đây bây giờ chị em cái cái con bò không nuôi đấy, không nhốt đây nhỉ? Em cái tiện vào đây xong xem lại xem đối chuồng này chỉ nhốt dê thôi. Đây chắc là em Noa cũng ra nhốt dê hồi ban ngày cũng chắc nhốt bò thôi, thì em cái tiện vào tham lại đây
em nô gia đình cũng làm được ít rau để phục vụ cho gia đình. Vẫn có cái chua của dê, cái keo chắc thả dê ăn cỏ đấy à. Tiện đi vào nhà hả? Nội, đi đâu ạ? À? Ê, chào em. Rồi, đi chị. Ê, chưa. Ôi. Chưa, chơi thì nó ngố bó lên. Ờ, được. Chơi thì lấy đi. Bây giờ vợ chồng em nô. Ê, chào chú. Ê, chị ạ. Ê, đây, sinh hoạt của em nô thì chuyển vào đấy ở rồi. Đây, cái phần bếp này đang ngấu ấy. Nấu đi, nấu cháo ạ. Nấu cháo cho các con à? Ừ, có gì không? Đây, vẫn ăn mì mén đây. Bây giờ em vào đây. Cái đồ ăn này mình ăn xong mình phải lấy cái gì để cái vong ấy đẩy vào nhá. Cứ để thế này có con rùa này bay vào thì ăn xong mình có cái bệnh ấy. Vâng. Mình là người ăn được sạch sẽ tí bây giờ. Đây chuyện vào đây trong này. Đây, em cài xe đi vào nhà to để tham quan. Ơ mở mở cửa ra đấy. Thế này, khí đâu ạ? Khí ở trong à? Khí vào trong một cổ ok. Đây. Để cho sáng. 3 ngày thì ở thì cứ mở cửa cho pháo. U thế này á. Được, nhà của em Noah rất là sạch sẽ. Đây. Trong buồn này cũng vào ngủ sinh hoạt. Hai vợ chồng em vào ngủ đây phải không? Hả? Hai vợ chồng em vào ngủ đây luôn phải không? Không. Ờ hai vợ chồng ngủ ở đây chứ. Vâng. Ờ only only thing we can eat. Special bed. Plan thì có mình nhớ special bed. Thế à, bây giờ anh vào đây kiện vào xem cái con lợn con bò của em nè. Lợi bò đâu? Ôi, buồn thế à? Nhu đi, nhu, chúng ta là chúa à? Chúa nhu, 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 tốt rồi. Tiện hôm nay em cái về, đây, đang cập nhật sơ qua một vòng với căn nhà của em Noah. À, em Noah thì hoàn thiện căn nhà vào thì cũng vào sinh hoạt luôn rồi. Đấy, tiện vào đây xong xem lại con vật nuôi này. Có phát triển như thế nào không? Đây, chú này thì... Ô! Bò thì vẫn nhốt đây à? Con lợn đây, con lợn vẫn ra đây phải không? Nhốt rồi. Sao mà không nhốt được bên chuồn bên kia? To đi, to cả chỉ cái là cái gì vậy chị ca? To là chỉ trông nó đấy. Chỉ ta to mà chỉ trông nó. À đây. Ủa, con lợn phải không? Bây giờ còn mấy con đây, lợn đây. Chỉ trông nó. Hay em buôn đi chứ thôi. Buôn chỉ thử với mày. Tổ rau hay tổ tổ cái màu vào đấy. Ồ, con lợn con nuôi này to lắm rồi. À, ra chị ta, ra. Ok. Đây. Rất là to rồi này. Rồi, đẹp. Hôm trước thì em cái vào cái video vừa rồi, tháng vừa rồi vào đây thì cũng chết một con rồi. Hiện tại chỉ có một con. Thì bò có chửa chưa? Nhớ to đi. Nhiều nhưng mua thế nào? Chỉ to. Chỉ to là. Rau phô mà không được thì sao mua hay cho nó mới chạy. Hát chỉ mê cho nhiều. Ờ, chạy xa. Cái vừa rồi cũng là bị hấp động dục lại. Nhưng mà em Noah cũng bảo là nhìn còn hơn non bé quá ấy. Sợ là cho cái con đực to nhảy lên ấy thì chắc cũng nguy hiểm thì chắc không ấy. Em à lấy cuốc nào dọn dẹp cái chuồng sạch sẽ đi nhá. Bây giờ cái chuồng này không để bẩn như thế này. Và mùa này thì hay bị viên da nụ cộp ấy. Cứ dọn dẹp chuồng xung quanh sạch sẽ. Mua cấu chỉ theo thì nhá. Ở chỗ vô chuồng này nếu mua chỗ mót cá mót chỉ hủ ấy. Tụm bộ nó bao nhiêu chỗ cả tàu ấy là nhớ chả đi. Chị khó nhá. Chịu khó dọn dẹp. Bây giờ thì em cái vào cập nhật cái tình hình cái con vật nuôi gia đình em Noah thì cũng chết một con từ cái video trước em cái vào đấy rồi, nhưng mà hiện tại vẫn còn 3 con vẫn đang không có biểu hiện gì. Thì em cái cũng rất là mừng cho gia đình em Noah. Thì chắc em cái với A Hầu ấy mình cũng sang nhà anh Dính để tiếp tục mua thuốc về cho A Hầu tiên cái con của A Hầu đang nhịn ăn một hai bữa rồi. Mình gọi tiên trước mắt là mình chỉ tiên thôi, không biết là có vượt qua khỏi cái bệnh đấy hay không thì cũng chưa biết. Thì bây giờ thì em cái với A Hầu. A Hầu mình sang anh Dính lấy thuốc nhá. Thì em cái với A Hầu sẽ đi qua nhà anh Dính để mua thuốc. Thì chắc có lẽ em cái cũng xin dừng cái video tại đây ạ. Xin hẹn quý vị khán giả tiếp tục theo dõi vài cái video tiếp theo.